Tiếp theo anh chị cùng xem một cái viên thô này đủ khối nha, hàng đẹp luôn, 9,5 ct. Và chúng ta còn cần có dĩ đèn nha, này phải nhờ tới chuyên gia quay anh chị, hai người mới quay được cho anh chị cái clip này. Đá này đủ khối, có thể cắt được giác kiểu luôn anh chị. Nếu mà anh chị yêu thích mà sapphire mà muốn sưu tập cho mình một cái sản phẩm luôn để đeo luôn á, thì đội ngũ đá quý thì nhiều những quân á vẫn có thể mài cho anh chị luôn một viên giác tiêu chuẩn đó, hay kết nối với lại số điện thoại 0906 670 767 để mà liên hệ mua hàng nha. Nick Zalo của Quân á là dễ tìm lắm, là QNG Game Store nha anh chị. Anh chị mà có thắc mắc á là tại sao mà Quân có đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân rồi có thêm cái này, thì thật ra cái này là để Quân phục vụ cho anh chị nào cần mua đá thô, cần mua đá chuẩn thì liên hệ ở trong cái nick này để mua đá. Còn ở cái nick kia đó là Quân làm á, là Quân thiết lập cho nhân viên chạy cái mảng QNG Savory là trang sức, với lại trang sức phong thủy là chính. Ở đó vẫn có đá nhưng mà chủ yếu là đá màu, còn ở đây là đá chuyên dụng. Ví dụ như anh chị dùng đá nào thì ở đây chỉ chuyên về những cái đá đó thôi, ví dụ như là sapphire Phan Thiết, ruby Lục Yên, rồi kim cương Emerald, một số cẩm thạch quý nha anh chị. Thứ ba ha, đây là đá rất là đẹp nha các bạn, 8,5 ct. Rồi chúng ta cùng coi dưới đèn ha. Hôm nay là đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân bán đá thô tại cái nick Zalo là QNG Game Store. Số điện thoại kết nối là 0906 670 767 nha anh chị em. Rồi anh chị em quan sát kỹ nha, hàng này là hàng giác chuẩn thiên nhiên 100%, thiên nhiên 100% nha anh chị, bao giám định luôn. Chúng ta cùng xem ha, nếu mà tin tưởng thì giao cho thợ chỗ đơn vị đối tác với lại đá quý thiên nhiên Quân mà cho anh chị luôn, bao đẹp luôn, muốn giác chuẩn cũng có giác chuẩn luôn, giữ ca cũng có luôn nha. Rồi